Rồi, xin chào quý anh chị cô chú. Hôm nay Nhiên sẽ cho quý anh chị thấy là một cái máy hàng dưa thương hiệu Gia Xích, hàng chính hãng của công ty Welcome nhập khẩu phân phối, mang cái tiêu chuẩn châu Âu thì nó sẽ như thế nào. Với cái mức giá của nó là 3.790.000 quý anh chị. Nếu mà nói về Gia Xích, nó là đứng thứ hai thì chưa chắc là ai dám nói là đứng thứ nhất, nhưng mà phải là hàng xịn chính hãng nha quý anh chị. Đây, Nhiên sẽ cho quý anh chị xem một cái máy hàng xịn nó sẽ như thế nào nha. Thì cái này nó dành cho những anh em mà về công nghiệp, những anh em làm nghề chuyên nghiệp á, gia đình thì khỏi nói rồi ha, gia đình chỉ là chuyện nhỏ đối với con máy này. Mấy anh chị thấy Gia Xích tiêu chuẩn châu Âu, à, ký hiệu tiêu chuẩn châu Âu là ai cũng biết ha, Gia Xích. Mấy anh chị thấy không, trên máy không có đồng hồ khỉ gì hết á, đơn giản vậy đó. Chỉ có volume tăng chỉnh lên 200A, đây là ARC200, cọc lớn, không có đồng hồ, công tắc, rất đơn giản. Bên này đóng chữ Welcome, tiêu chuẩn châu Âu. Thì mấy anh chị biết rằng là Gia Xích á, thì rất là nhiều người bán trên thị trường, thì có người nói là Gia Xích chính hãng, Gia Xích nhái tùm lum, mình không biết cách nào mình phân biệt. Quý anh chị có phân biệt dùm Nhiên ở chỗ có đóng chữ Welcome là hàng chính hãng, còn đóng chữ Tàu hay đóng nội địa gì đó không phải là hàng chính hãng quý anh chị ha. Đó, thì cái đó là Nhiên hướng dẫn quý anh chị để mình biết thôi. Gia Xích là thương hiệu công nghệ châu Âu thôi, bây giờ vẫn lắp ráp Trung Quốc, Made in China, quý anh chị thấy không? Bảo hành thì nó có tem kích hoạt bảo hành 18 tháng của công ty Welcome, đầy đủ, số series đầy đủ ha. Đó, thì cái máy nó không có tặng theo gì quý anh chị. Đơn giản mấy anh chị khui ra một cái máy á, là cái máy này mấy anh chị thấy là nói về 3 ly 2 á, nó hiệu suất làm việc nó là 100%. Đây là Gia Xích nó cung cấp như vậy là chuẩn luôn. Còn mà hàng 4 ly á thì quý anh chị thấy là hiệu suất làm việc nó khoảng 60% thôi. Mấy anh chị là ai mà xài con Gia Xích này rồi là sẽ biết. Dây hàng kèm thì lớn, thấy không? Cọc thì cũng là cọc lớn, dây 3m, dây đồng. Rồi che mát 2m. Thêm một cái sách hướng dẫn kèm theo, không có một tặng một bất cứ một cái gì cả. Mấy anh chị nhìn cái dây của nó nhìn thấy là chà bá lửa luôn. Đó, đơn giản như vậy. Quạt rất là lớn để giải nhiệt. Đây nhưng sẽ cắm vô nhưng test cho quý anh chị một đường thôi. Rồi Nhiên sẽ cho mấy anh chị xem về cái nội thất của con máy này, xem nó như thế nào. Tại sao nó làm việc nhìn cái máy quá đơn giản mà giá nó luôn luôn mắc hơn người ta rất là nhiều anh chị đó. Bởi vậy tiền nào của đó là vậy đó. Đây quý anh chị thấy là cọc nó là cọc lớn nè, nhét vô đơn giản vậy nè. Rồi thằng này để Nhiên test một đường xong Nhiên sẽ khui ra bên trong cho quý anh chị coi ở trong nó làm việc như thế nào, cái cách cái bo mạch của nó ha. 3.790.000 quý anh chị, xài con máy này là để dành cho thợ chuyên nghiệp thôi. Nhiều người không có chuyên nghiệp á thì sẽ nghe con máy này nghĩ là nó sẽ rất là đắt, nghĩa là cái giá này là cái giá nó đắt quý anh chị, nhưng mà thực sự là chỉ có những anh em làm nghề chuyên nghiệp lâu năm mới biết được cái giá trị của nó thôi ha. Ok, một đường quý anh chị, một đường thôi ha. Đây là đũa 4 ly, đũa rất là lớn. Cho mấy anh chị thấy là cái máy hàng xịn chính hãng. Mấy anh chị thấy là cái đũa 4 ly kéo phát một, mấy anh chị nhìn cái đường hàng nó là mình biết cái chất lượng của con máy ha. Bây giờ cái như sẽ mở cho quý anh chị xem một cái máy 3.790.000 nó làm rất là đơn giản thì bên trong cấu hình của nó như thế nào nha. Rồi, ok quý anh chị, đây Nhiên sẽ cho mấy anh chị xem về những con ốc thôi. Mình nhìn về những con ốc vít thôi là mình thấy cái chất lượng của nó làm tới mức độ cỡ nào rồi quý anh chị thấy chưa. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu cái con máy này bên trong. Quý anh chị thấy là tại sao là con máy này luôn được mệnh danh là con nồi đồng cối đá 2, 4, 6 con, thấy không? Công suất 6 con, bên này 6 con, bên này 6 con nữa mấy anh chị thấy không. Đó, công suất đi giót 12 con đi giót, 12 con công suất. Tụ á, thì Nhiên thấy cái này nó có 5 tụ nè quý anh chị, thấy không? 5 tụ, 3 bo dưới, bo trên, bo công suất, bo làm việc, bo nguồn đầy đủ quý anh chị thấy. Bo mạch thì quý anh chị thấy là tất cả 100% linh kiện là nó nổi hết luôn. Từ bo khiển cho tới bo nguồn, bo nào cũng nổi hết quý anh chị thấy chưa? Một con, bất cứ một con nào nó cũng là bo nổi và nó đổ keo, anh chị thấy nó đổ keo hết luôn.
đó, tụ điện anh chị nhìn cái máy cuộn kháng đồ chị thấy, anh chị thấy không, đầy đủ hết trơn luôn. Đúng là nhìn một cái máy mình không có chê chỗ nào được. Tuy bên ngoài làm rất là đơn giản nhưng mà mở ra bên trong thì quý anh chị mình mới thấy được là cái máy của nó chất lượng, nó làm chất lượng đến như cỡ nào quý anh chị ha. Nên nó đẹp từng chi tiết bên trong luôn đó. Bởi vậy tại sao mình bỏ 3.790.000 ra để mình sở hữu con máy này. Tuy rằng bảo hành 18 tháng nhưng mà bảo hành 18 tháng không có xi nhê gì đối với con máy này quý anh chị, nó bền dữ lắm luôn. Không cần đồng hồ, tại vì những anh thợ chuyên nghiệp đâu cần tới đồng hồ đâu. Người ta chỉ cần chỉnh chỉnh tới 150 này hàng quen 3.2 hay là chỉnh 130 hàng quen 3.2 pha vô tư đó. Với 3.790.000 thì quý anh chị thấy con máy này nó như thế nào. Nhưng cũng không cần giới thiệu nhiều, anh chị thấy một đường hàng duy nhất thôi là mình diễn tả được hết một con máy. Mở cái bo mạch ra là nhìn thấy được nội thất con máy từ trong ra ngoài, xem mức độ nó cỡ nào là mình đã biết rồi. Quý anh chị nào đã từng sử dụng con này rồi, ARC 200 da xích, thấy không? Chỉ 200 thôi nhưng mà thực sự của nó 200 của nó như thế nào. 3.2 làm việc 100% chứ không phải là 80% nữa anh chị, là biết là nó khủng cỡ nào rồi đó. Rồi quý anh chị có xài rồi comment cho riêng da xích như thế nào ha. Đơn giản như vậy mình sẽ dễ hiểu hơn, khỏi cần nổ gì quý anh chị. Nhiều người bán mấy con da xích hàng nhái mà nổ cũng kinh khủng lắm, còn này hàng xịn khỏi cần nổ luôn. Tự người tiêu dùng sẽ hiểu, người tiêu dùng rất thông thái, rất thông minh là mua hàng là sẽ hiểu quý anh chị ha. Rất là cảm ơn các chị cô chú đã quan tâm theo dõi ha. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ máy xây dựng Hồng Nhiên của anh chị nha. Bây giờ như xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.